Tiếp tục em lại lên tiếp cho quý vị này. Ở cái này là gồm có một bình ủ trà này, một bình ủ trà này và hai cái bình giữ nhiệt nhá. Bình giữ nhiệt này kiểu dạng như là cái này để đựng rượu hay là đựng gì đấy nhá. Về quý vị ngâm cứu xem là nó đựng cái gì thì hợp lý nhá. Nói chung đựng nước cũng được, nói chung đựng gì cũng được. Mà về đựng cái gì ngâm cứu nhá. Còn cái này là bình chắc là đựng nước thôi. À, đựng nước hoặc cả cà phê, cà pháo. Con bình này cỡ khoảng tầm 500 ml. Con bình này cỡ khoảng tầm 500 ml. Con bình này là bên Nhật người ta thường dùng để đựng cà phê nhé. 500 ml người ta thường dùng đựng cà phê nhé. Đây là dòng của Thermos nhé. Dòng của Thermos. À. Còn đây là con bình ủ trà nhé. À. Đây là con bình ủ trà này. Bình này là bình cho trà vào để ủ trà, pha trà, ấm trà gì đấy. Vâng, ủ trà gì đấy. Đó. Nói chung là cái gì quý vị làm gì thì làm. Đó. Con bình này chắc cỡ khoảng tầm 400 ml. Cỡ khoảng 400 ml thôi chứ không 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 nhiều. Ba cái bình này thì bình thường một bình này là em bán với giá là 350.000 đến 390.000. Đó. Hai con bình này thì cỡ khoảng tầm hơn 100.000 một bình. Bình con này khoảng tầm 120, 130 gì đấy. Con bình này cỡ khoảng tầm cũng 120 đấy. Đó. Hai bình này thì nó rơi vào tầm là 300, gọi là 400 đi 400 là 600, khoảng 600, 620 nhé. 620 bình thường, giá bình thường 620. Nhưng mà riêng hôm nay em bán 3 bình này cho quý vị nhá, với giá chỉ còn có 420.000, tương đương với giá chỉ bằng một bình này thôi, tặng luôn hai bình này. Trong khi đó quý vị mua một bình xịn nhầy ở bên ngoài, cam kết với quý vị mua một bình xịn nhầy bên ngoài không bao giờ dưới 350 đến 400 nhá. Riêng một bình xịn nhầy luôn nó phải có giá từ 350 đến 400.000, mà thương hiệu thì không thể bằng thương hiệu Thermos được đâu nhá. Quý vị lưu ý, thương hiệu không thể bằng thương hiệu của hãng Thermos được đâu. Đó. Đấy. Không so sánh với mấy hàng chợ nhá. Riêng hôm nay em bán 3 bình này với giá 420.000. Đó. 420.000. Đấy, chỉ duy nhất là cái lô này và hôm nay nhá. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.